Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa ngày cho chúng ta. Lạy khen Chúa vì những ngày qua, chúng ta đã cùng nhau học hỏi, chúng ta cùng nhau được trang bị thế nào để chúng ta có thể vun sới một môi trường để có thể thấy dấu kỳ phép lạ. Vì tại ở trong sự hiện diện của Chúa và sự đáp lời cầu nguyện của Chúa, cầu nguyện chúng ta có thể lay động cánh tay quyền năng của Chúa. Cầu nguyện chúng ta có thể mời Chúa ngài can thiệp vào. Và một khi Chúa ngài bước vào hoàn cảnh một đất nước, một xứ sở, một dân tộc, thì chúng ta biết rằng sẽ có vô cùng những điều kỳ diệu và biến đổi. Cảm ơn Chúa. Ở trong ơn của ngài, trong ngày qua chúng ta được nhắc nhở và được biết những tin tức thật là tốt lành mà Chúa cho một nước lân bang của đất nước Việt Nam, đó là nước Nam Dương, nước Indonesia. Chúng ta thấy thế nào phong trào cầu nguyện bắt đầu từ những nhu cầu, rồi Chúa đáp lời cầu nguyện, Chúa ngài nâng đỡ, ngài phục hưng hội thánh của Chúa và ngài phấn hưng đạo của Chúa. Vô số người được cứu và nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra. Cảm ơn Chúa về sự nhắc nhở đó cũng như những lời làm chứng đó, đem lại cho chúng ta sự khích lệ rằng Chúa ngài rất muốn làm những công việc lạ lùng của ngài trên cộng đồng, trên thành phố, trên quê hương, trên xứ sở của chúng ta. Cho nên Chúa ngài đang tìm kiếm và dấy lên những con người cầu thai, những con người cầu nguyện đúng theo như ý của Chúa và điều kiện mà Chúa ngài đòi hỏi. Đã rồi chúng ta thấy kết quả như tiên tri Eli đã được Chúa ngài sử dụng để đem lại một sự trở lại với Đức Chúa Trời cho cả một dân tộc. Trước đó họ đi dẹo hai bên, trước đó họ thờ lại hình tượng, họ thờ lại tà thần. Và trong cái xứ sở của tuyển dân của Chúa thì vua Rahab đã để cho vợ của mình, cho hoàng hậu Jezabel, đem những sự thờ phượng nghịch lại với đường lối của Đức Chúa Trời và thờ lại tà thần của ba anh và ác tặc tê. Bà cũng nuôi ở trong cung vua những tế lễ của những thầy tế lễ của ba anh và của ác tặc tê. Ở trong một hoàn cảnh hết sức đen tối đó, Chúa ngài đã sử dụng tiên tri Eli để bước vào ở trong vị trí mà Chúa ngài có thể làm những công việc lớn của ngài. Và chúng ta thấy ông đã hầu việc Chúa bằng sự cầu nguyện. Chúng ta đã được nhắc nhở thế nào ông đã bắt đầu bằng việc xếp lại đền thờ đã bị đổ nát. Ông lấy 12 hòn đá là đại diện cho 12 chi phái của dân Israel. Ông sắp đặt lại. Sau đó ông chất củi lên. Sau đó ông để của lễ lên. Rồi ông đã cúi xuống để cầu nguyện. Và Chúa ngài đã đáp lời. Khác hơn với 450 tiên tri của ba anh suốt ngày kêu cầu lấy dao rạch mình, thân thể của mình, để nói lên cái sự tha thiết của họ, nhưng ba anh đâu không thấy. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng mà tiên tri Eli thờ phượng, là Chúa toàn năng, là đấng có quyền để đáp lời cầu nguyện. Khi tiên tri Eli cầu nguyện, và kết quả đó là chúng ta thấy Chúa ngài liền đáp lời cầu nguyện một cách giáng lửa từ trời xuống để thiêu đốt của lễ. Chúng ta đã học ở trong những ngày qua thế nào để chúng ta phải có những sự chuẩn bị để lời cầu nguyện của chúng ta được kết quả. Chúng ta phải chuẩn bị những nguyên tắc và chúng ta đệ đơn chúng ta trình cho Chúa, cũng như đáp lại với sự kêu gọi của Chúa, chúng ta hãy trình bày duyên cớ của chúng ta dựa trên lời của Chúa, dựa trên ý muốn tốt lành của ngài, thánh ý của ngài. Và chúng ta thấy kết quả như tiên tri Eli đã thấy.
Cảm ơn Chúa, nguyện xin Chúa ngày tiếp tục ban phước. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ở trong đề tài những điều yểm trợ lời cầu nguyện. Vì chúng ta tin rằng có những điều trong giao ước yểm trợ sự cầu nguyện của chúng ta. Nó không phải là những điều thay thế, nhưng là những điều có thể thêm vào, yểm trợ vào. Những điều này không chỉ giúp đỡ chúng ta trong sự cầu nguyện, mà còn thêm sức mạnh cho chúng ta. Chúng ta cần thêm những điều yểm trợ lời cầu nguyện của chúng ta. Bởi vì có những đối phương, có những điều chống đối với chúng ta, không chịu khuất phục ở trước đức tin và lời cầu nguyện của chúng ta. Những lực chống đối này đòi hỏi chúng ta phải có và phải xây dựng một cái sức mạnh lớn hơn để chúng ta có thể đối diện với chúng. Và hôm nay tôi mời anh chị em, chúng ta sẽ cùng học ít nhất là 3 điều mà sẽ tăng thêm sức mạnh cho cái sự cầu nguyện của chúng ta. Nhớ anh chị em, tôi đang huấn luyện và trang bị anh chị em với ước mơ là chúng ta sẽ thấy cả dân tộc của chúng ta được cứu. Chúng ta sẽ thấy dân tộc của chúng ta sẽ được nghe về tin lành cứu rỗi của Chúa và nhiều người được cứu, và cả đất nước của chúng ta sẽ được môn đồ hóa cho Chúa Giê-xu. Chúng ta cần công sự can thiệp siêu nhiên từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cần sự tiếp trợ siêu nhiên từ nơi Chúa, một sự vận hành lớn lao của Chúa với dấu kỳ phép lạ. Cho nên chị em, xin chúng ta bước ra khỏi cái nhu cầu của cá nhân của chúng ta mà nhìn thấy những việc lớn hơn. Như những phần kinh thánh mà chúng tôi đã mời anh chị em suy nghĩ ở trong các bài học qua. Việc tiên tri Eli đem lại sự phục hưng, phục hồi về niềm tin và công việc của Đức Chúa Trời ở trong đất nước của người Israel. Thế nào David đã cảm ơn của Chúa bởi cái trành ném đá và một trong 5 hòn đá mà ông đã chọn bỏ vào trong túi của ông đó, mà đã đánh hạ kẻ thù và làm cho cái điều sỉ nhục mà kẻ thù đã trong 40 ngày cứ ra thách đấu với dân sự của Chúa, làm nhục họ mà không ai dám đứng lên để đối phó với nó, luôn cả vua Saul. Nhưng mà cái người trẻ biết Chúa, biết những nguyên tắc của lời của Đức Chúa Trời và kinh nghiệm mà ông có với Chúa, đã sẵn sàng đi ra để đối diện với tên khổng lồ Goliath. Nhưng mà phía sau tên khổng lồ Goliath này là một điều lớn hơn nữa, đó là kẻ thù đã cầm giữ dân sự của Chúa, những người chịu cắt bì, những người thuộc về Chúa ở trong sự sợ hãi, mất hồn. David đã được Chúa Ngài sử dụng bởi cuộc đời của ông, mà chúng ta thấy rằng nước Israel lại được phục hồi trong giai đoạn đó. Cảm ơn Chúa. Và bây giờ chúng ta đến với Chúa, chúng ta học hỏi lời của Chúa để xin Chúa Ngài cho đến phiên chúng ta sẽ thấy đất nước, thấy dân tộc của chúng ta, thấy những người chưa biết Chúa chung quanh của chúng ta, cộng đồng của chúng ta được Chúa Ngài nhúng tay vào bởi Ngài đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Để lời cầu nguyện của chúng ta được linh nghiệm thì chúng ta cần sử dụng những điều mà Chúa Ngài cho chúng ta có được ở trong giao ước của Chúa. Điều thứ nhất mà chúng ta thấy có cái sự tăng cường của kỹ năng. Sau khi nhấn mạnh về vai trò của đức tin trong việc đối diện với những ngăn trở, Đức Chúa Giê-xu đã dạy thêm cho các môn đồ của Chúa ở trong Ma-thi-ơ chương 17 câu số 21. Nhưng thứ quỷ này nếu không cầu nguyện và không kiêng ăn thì chẳng trừ nó được. Ở đây Chúa Giê-xu Ngài hé mở ra cho chúng ta thêm một thứ sự gia tăng, một cái sự tăng cường hết sức là đặc biệt ở tại đây. Và đáng tiếc là trong hội thánh của Chúa với dòng người Việt Nam của chúng ta và hội thánh của Chúa chung thì chúng ta lại không biết nhiều về cái sự tăng cường này. Vì trong các bản kinh thánh của chúng ta thì Ma-thi-ơ chương 17 câu số 21
thì người ta chỉ do một vài bản mà chúng ta thấy rằng có một cái sự ngăn trở, và người ta đã đem câu 21 này, và đối với tôi thì đây là một cái chìa khóa để một sự tăng cường rất là quan trọng khi tôi khám phá ra được. Nhưng mà đa số là chúng ta bị mù đối với câu này, bởi vì chúng ta không tìm thấy nó trong phần bình thường ở phía trên của trang Kinh Thánh, nhưng mà nó nằm ở trong cái phần phụ chú. Như trong bản Hiệu Đính nữa, chúng tôi đang sử dụng ở trong những ngày qua, thì người ta để như thế này. Một vài bản cổ có thêm câu 21: những thứ quỷ này nếu không cầu nguyện và kiêng ăn thì không ai trừ nó được. Tại sao nó quan trọng như vậy? Mà chúng ta thấy luôn cả ở trong Kinh Thánh, người ta vì một cái bản nào đó mà họ dựa theo mà quên đi có những bản khác, rất là nhiều bản khác có câu Kinh Thánh này. Tôi tin rằng có một chiến thuật, có một sự ngăn trở mà thế giới tối tăm không muốn hội thánh của Chúa biết. Và tôi tin rằng Chúa Ngài đã làm việc, và thập niên 90 cuối thế kỷ 20, Chúa Ngài cho hội thánh của Chúa lại trở lại và khám phá ra cái sự tăng cường này, đó là sự kiêng ăn cầu nguyện. Lời của Chúa Giê-xu cho các môn đệ của Ngài biết cái lý do tại sao họ không thể đuổi quỷ ra được cái đứa trẻ mà quỷ đã ám, đã tấn công nó, quỷ làm cho nổi kinh phong. Các môn đồ của Chúa đuổi không được. Cha của đứa trẻ đến thưa với Chúa về cái thất bại của các môn đồ của Ngài, và Chúa Giê-xu Ngài đuổi quỷ ra khỏi cái đứa trẻ đó. Và khi vào nhà riêng thì các môn đồ hỏi: Sư Thầy, tại sao chúng tôi không đuổi được quỷ ra khỏi cái đứa trẻ đó? Thì Chúa Giê-xu hé mở cho một cái lẽ thật mà chúng ta cũng cần được nhắc nhở ngay trong lúc này. Nhưng thứ quỷ này, điều này có nghĩa là các quỷ mà các môn đồ của Chúa đã đuổi một cách thành công trước đây đó, đó là một cái loại, những cái loại quỷ dường như theo như lời của Chúa thì thấp hơn, ít quyền năng hơn cái thứ quỷ này. Nhưng thứ quỷ này nếu không cầu nguyện và không kiêng ăn thì chẳng trừ nó được. Điều này có hai mặt mà xin Chúa cho chúng ta khám phá ra được. Trong thế giới của quỷ có nhiều mức độ khả năng khác nhau. Có những loại, bởi lời công bố của danh Đức Chúa Giê-xu chúng ta công bố trên nó vâng lời. Nhưng mà có những loại quỷ như cái thứ này thì Chúa Ngài cho thêm một cái sự gia tăng ở tại đây, tăng cường cho chúng ta, đó là nếu không cầu nguyện và không kiêng ăn thì chẳng trừ nó được. Không cần biết chúng ta đối diện với ngăn trở cỡ nào thì không cao hơn được điều mà Đức Chúa Giê-xu nhắc đến ở tại đây. Có một sự tổng hợp, có một sự tăng cường mà Chúa Ngài cho thấy ở tại đây, thêm sức mạnh của đức tin cầu nguyện và kiêng ăn, thì tất cả đều phải chịu phục. Cảm ơn Chúa. Rất tiếc là có những sự hiểu biết sai lầm về sự kiêng ăn. Như tôi đã từng chia sẻ với anh chị em, khi tôi cùng với một số những chức vụ lớn có tầm cỡ của thế giới, qua sự giúp đỡ của tiến sĩ Bill Wright của hội của các sinh viên đại học Campus Crusade for Christ. Ông lúc bây giờ được Chúa Ngài soi sáng để ông viết một quyển sách Sự Phục Hưng Hầu Đến. Và trong quyển sách đó ông có chia sẻ những điều mà Chúa Ngài cho ông tái khám phá. Một trong những cái điều đó, đó là cái sức mạnh của sự kiên ăn. Ông viết cái tài liệu này
quyển sách này. Và trong đó có những chi tiết về một cái kỷ luật thuộc linh mà được nhắc nhở ở tại đây bởi Chúa Giê-xu. Đó là sự kiêng ăn cầu nguyện. Kiêng ăn có cầu nguyện, có sự kiêng ăn cặp theo. Và ông ước mơ rằng xin Chúa cho để ở trên thế giới lúc bây giờ, hội thánh của Chúa lúc bây giờ sẽ có ít nhất là 1 triệu cơ đốc nhân đi vào trong sự kiêng ăn cầu nguyện, 40 ngày kiêng ăn cầu nguyện. Ước mơ của ông Chúa đã làm nên cái kết quả mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Khi tôi tham dự vào, lúc bây giờ mới khám phá ra được rất là nhiều điều mà trước đây bị thiếu huấn luyện, thiếu dạy dỗ. Mà hội thánh của Chúa, khi tôi lớn lên trong hội thánh và sinh hoạt luôn cả ở tại trường Kinh Thánh, và khi tôi đi học, khao khát muốn tìm sự phục hưng, tôi chạy vào ở trong thư viện và tìm những cái tài liệu liên quan đến sự kiêng ăn, thì không tìm được một quyển sách nào nói về sự kiêng ăn. Cuối cùng thì có một nhân viên, có một bà làm việc ở trong thư viện đó của trường. Bà nói rằng bà nhớ có một cái kho chứa, có một cái tủ sách. Và bà tin rằng trong đó có thể có nhắc đến cái sự kiêng ăn cầu nguyện. Bà chạy đi tìm rồi trở lại và cho tôi thấy một cái tài liệu rất mỏng nói về sự kiêng ăn cầu nguyện. Và cảm ơn Chúa, qua tiến sĩ Bill Wright thì sự kiêng ăn cầu nguyện được khích lệ. Và cảm ơn Chúa, ngày hôm nay chúng ta thấy được có những điều kỳ diệu đã xảy ra vì Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện. Những lực chống đối việc tin lành của Chúa được rao giảng ra, để phát triển phấn hưng đạo của Chúa bị đẩy lùi bởi có những con người đã hạ mình xuống cầu nguyện kiêng ăn. Thì các thứ quỷ đã cầm giữ giáo hội cũng như là những dân tộc, những vùng của thế giới trong nhiều thế hệ, nhiều thế kỷ đã bị đẩy lùi, và nước của Chúa được đến, ý của Ngài được nên. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, sự tăng cường này hết sức là quan trọng. Xin cùng suy nghĩ với tôi ở tại đây. Kiêng ăn không phải để chúng ta van xin Chúa, hay là làm cho Chúa thán phục, hay là bắt Chúa phải theo ý của chúng ta vì chúng ta tuyệt thực với một yêu sách. Nếu Chúa không đáp lời, con sẽ nhịn ăn cho đến khi nào Chúa nghe đáp lời. Mà nếu con chết thì Chúa chịu trách nhiệm nha. Một thái độ mà chúng ta có thể thấy rằng đã kiêng ăn một cách sai lầm. Nhưng mục đích của kiêng ăn là nhằm mục đích để khai phóng quyền năng của Chúa, không phải để cho chúng ta tỏ mình là thiêng liêng hay là đạo đức. Nhưng kiêng ăn là một cái kế hoạch thuộc linh mà Chúa Ngài ban cho, để Ngài có thể mặc quyền phép cho chúng ta, là quyền phép mà chúng ta cần để có thể đối diện với những khó khăn mà chúng ta đang gặp. Luca chương 4 câu số 14 hé mở cho chúng ta một điều mà chúng ta thấy rằng rất là được khích lệ tại đây. Sau 40 ngày Đức Chúa Giê-xu Ngài kiêng ăn, thì Kinh Thánh nói trong Luca chương 4 câu số 14, Đức Chúa Giê-xu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Galilê, và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Khi chúng ta kiêng ăn không phải là để chúng ta chịu lụy, năn nỉ ma quỷ, nói xin nó đi ra, nhưng mà là chúng ta móc nối vào với thiên đàng, với quyền năng của Chúa, để quyền năng của Chúa khai phóng và chúng ta có thể truyền khiến quỷ. Và nó phải cuốn gói lìa môi trường mà chúng ta đang muốn bước vào để chúng ta giải cứu người. Cho nên trong khi kiêng ăn, chúng ta phải có sự giờ biệt riêng ra để đọc Kinh Thánh và tương giao với Chúa. Ở trong khi kiêng ăn, ở trong đồng vắng, chúng ta thấy Đức Chúa Giê-xu sau khi Ngài chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta từ dưới nước lên thì Đức Thánh Linh đã lấy hình giống như hình chim bồ câu và đáp xuống ở trên Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu được đầy ở Đức Thánh Linh,
Đức Thánh Linh hướng dẫn Ngài đi vào trong đồng vắng, và tại đó Ngài có 40 ngày kiêng ăn. Và dĩ nhiên chắc chắn rằng Đức Chúa Giêsu là con người cầu nguyện, thì chắc chắn thì giờ đó cũng là thì giờ mà Chúa Ngài đã trải qua. Thì cái kết quả mà chúng ta thấy sau 40 ngày đó, Chúa Giêsu trở về trong quyền phép của Đức Thánh Linh. Trong tiếng Anh thì là chữ empower. Chúa Ngài trở về và được mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh. Chúa Ngài trở về và được yểm trợ bằng quyền phép của Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Trong 40 ngày đó, Đức Chúa Giêsu khi Ngài ở trong đồng vắng, khi Ngài ở trong đồng vắng, chúng ta thấy có một cuộc chiến xảy ra. Đức Chúa Giêsu Ngài chiến trận với Satan bằng cách Ngài sử dụng lời của Đức Chúa Trời. Và trong 3 lần cám dỗ thì chúng ta thấy Ngài đã chống lại Satan bằng cách công bố có lời chép rằng, có lời chép rằng, cũng có lời chép rằng. Ngài đã chiến đấu cho đến khi Ngài đắc thắng và trục xuất quỷ ra khỏi chỗ đó. Cảm ơn Chúa. Và Chúa Giêsu Ngài hé mở điều này cho các môn đệ của Chúa để chúng ta thấy rằng kiêng ăn cầu nguyện có một sức mạnh mà Chúa Giêsu Ngài đã kinh nghiệm sự đắc thắng trong thân xác của người, trong nhục thể. Chúa Giêsu đã tạm gác khi thủ tính về Đức Chúa Trời qua một bên, như Philip chương 2 đã nói cho chúng ta thấy điều đó. Và Ngài bước đi trong sự vâng phục, bước đi như một người nhờ cậy vào công việc của Đức Thánh Linh hoàn toàn. Và Chúa Giêsu đã kinh nghiệm sự đắc thắng trong cách đó, qua sự kiên ngăn và chiến trận. Thì Chúa Giêsu Ngài muốn nói với các môn đệ của Chúa qua kinh nghiệm đó rằng cái thứ quỷ này dù nó có quyền năng lớn hơn đó, nhưng mà so với lại Satan thì nó nhỏ hơn nhiều. Và Satan còn bị đánh bại, huống chi là thứ quỷ này. Cho nên Chúa Ngài nói rằng nếu thứ quỷ này và thiếu sự kiêng ăn thì không đủ, thứ quỷ này phải được đối diện bằng sự kiêng ăn và cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Điều đó hé mở cho chúng ta thấy kiêng ăn tăng cường thêm sức mạnh cho chúng ta. Kiêng ăn đem lại một cái sức mạnh thuộc linh, một cái thẩm quyền thuộc linh cao hơn, mà chúng ta thấy rằng chúng ta có thể đối diện với những thứ quỷ có quyền năng hơn. Và đây là điều xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta biết, để chúng ta có thể đeo đuổi. Kiêng không phải là thời giờ để chúng ta làm lộ ra bên ngoài nét mặt buồn rầu của chúng ta. Nhưng mà Ma-thi-ơ chương 6 câu 16 cho đến câu số 18, khi các ngươi kiêng ăn, ở đây tôi mở ngoặc để nhắc anh chị em liền chỗ này. Khi các ngươi kiêng ăn, Chúa Ngài không nói nếu các ngươi kiêng ăn, nhưng mà Chúa bảo khi các ngươi kiêng ăn, có nghĩa là Chúa Ngài kể rằng cái việc kiêng ăn phải là một phần của đời sống của chúng ta, nhưng Chúa Ngài chỉnh sửa những cái lệch lạc để cái sự kiêng ăn của họ được Chúa Cha Ngài tiếp nhận. Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như người giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Xong khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy các ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha các ngươi là đấng ở nơi kính nhiệm xem thấy mà thôi. Và Cha các ngươi thấy ở trong chỗ kính nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Có mấy chỗ mà bởi kinh nghiệm kiêng ăn chúng tôi hiểu được cái câu số 17 này. Thứ nhất là xong khi các ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu. Khi chúng ta kiêng ăn, một trong những cái lợi ích về thể chất đó là những chất cặn, những chất độc ở trong thân thể chúng ta được thải ra ngoài. Những người kiêng ăn lần đầu tiên thì cái mồ hôi rất hôi. Có những trường hợp mà chúng ta thấy rằng trước đó nếu có sử dụng thuốc trụ sinh thì cái hơi thở của họ cũng nghe có cái mùi thuốc của trụ sinh ở trong. Và Chúa Ngài muốn rằng đừng để cho người ta nghe thấy cái mùi hôi đặc biệt ở trong cái giây phút đó. Chúa bảo hãy xức dầu. Và cơ thể của chúng ta cũng
làm một cái chức năng khác trong việc thải những cái chất thặng dư, những chất độc mà thanh lọc thân thể của chúng ta bằng cách là tải ra bằng cái da của chúng ta, và một trong những chỗ mà tải ra nhiều nhất đó là mặt của chúng ta. Cho nên Chúa Ngài bảo sức giàu rửa mặt. Cảm ơn Chúa. Mà đừng làm bộ buồn rầu trước mặt người ta. Những ngày đầu kiêng ăn, nếu chúng ta đi trong cái sự kiêng ăn trọn thì là chỉ uống nước trái cây ở trong những cái thời giờ đó, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm một cái điều đó là ít nhất là 3 ngày đầu sẽ có cơn đói, mà có thể chúng ta không thể nào làm gì khác hơn được là mặt chúng ta nhăn, có thể ôm bụng vì đói. Nhưng mà đừng làm những công việc đó lộ ra bên ngoài vì mục tiêu là để cho người khác biết rằng mình đang kiêng ăn, thì chúng ta mất phần thưởng. Chúa không ban thưởng cho, như lời của Chúa Giê-xu ở tại đây, cho những người làm lộ ra bên ngoài như vậy. Nhưng kiêng ăn đúng theo như điều của Chúa dạy, trong nơi kính nhiệm thì được Cha thấy và Cha ban phước. Kiêng ăn là phương tiện thuộc linh để giúp chúng ta xây dựng con người, tâm linh của chúng ta cho mạnh mẽ, để chúng ta có thể thắng con người xác thịt. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng mà tôi tin rằng Chúa Ngài muốn thấy trong đời sống của chúng ta. Khi Chúa Giê-xu Ngài nói với các môn đồ của Ngài, thứ quỷ này nếu không cầu nguyện và không kiêng ăn thì không ai trừ nó được. Ý của Ngài muốn nói rằng các con cần quyền năng lớn hơn để có thể thắng thứ quỷ này. Cho nên khi chúng ta đối diện với những vấn đề mà đức tin cầu nguyện chưa giải quyết được, thì hãy bước thêm một bước nữa là bước vào trong sự kiêng ăn. Và chúng ta bước vào trong một mức độ để chuẩn bị để chúng ta đón nhận những điều lớn hơn. Mức độ của quyền năng của Chúa lớn hơn để chúng ta có thể giải quyết nan đề đó. Những việc xảy ra khi chúng ta kiêng ăn là nó khiến cho khả năng để nhận được những điều từ Chúa được tăng lên. Vì chúng ta thưa với Chúa rằng con tha thiết, con cần Chúa, và lời cầu nguyện của con thật là tha thiết ở tại đây. Con muốn kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa, quyền năng của Ngài hơn cả thức ăn nước uống. Và chính cái hành động đó giúp cho chúng ta thắng được một điều mà chúng ta thấy rằng bình thường chúng ta rất là dễ để chúng ta thua cuộc. Đó là chúng ta thắng được cái con người thể xác của chúng ta, con người xác thịt của chúng ta. Vì Chúa Giê-xu cho chúng ta biết con người xác thịt của chúng ta thường đó là nó mạnh hơn con người tâm linh của chúng ta rất nhiều. Vì Chúa Giê-xu dạy tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Mát chương 14 câu số 38: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ, vì tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Xác thịt hay bản ngã yếu đuối tại đây là yếu đuối trong việc không có sức để làm theo ý của Chúa, nhưng lại mạnh hơn tâm thần. Vì tâm thần thì muốn lắm, nhưng mà gặp cái sự trì kéo, cái sự ngăn trở của xác thịt. Khi chúng ta kiêng ăn là con người tâm linh của chúng ta được trao quyền kiểm soát. Nếu con người xác thịt của chúng ta có những đòi hỏi về thức ăn, về nước uống, như chúng ta thấy chúng ta sinh hoạt hàng ngày, hàng ngày chúng ta sống trong xác thịt, chúng ta đi lại trong xác thịt, chúng ta uống trong xác thịt, chúng ta làm việc trong xác thịt, chúng ta phản ứng theo xác thịt. Nhưng khi chúng ta kiêng ăn thì chúng ta nói với xác thịt của chúng ta phải phân phục. Đói, xác thịt của chúng ta đòi ăn, chúng ta nói rằng không, ta đang ở trong kỳ kiêng ăn, và chúng ta kỷ luật nó bằng cách chúng ta thắng.
Ở trong ơn của Chúa anh chị em, đây là một cái chỗ mà tôi tin rằng nó đem lại một sự bứt phá rất là lớn. Vì Chúa Giê-xu Ngài bảo với các môn đệ của Chúa hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Ở đây Chúa Ngài bảo hãy tỉnh thức, có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn mà sẵn sàng và thức tỉnh đối với hoàn cảnh của mình. Chúa Ngài báo trước những điều này vì Chúa Ngài biết rằng các môn đệ của Chúa sẽ trải qua giai đoạn mệt mỏi, sợ hãi khi Chúa bị bắt. Họ sẽ trốn chạy. Nhưng mà Chúa bảo rằng khi các con cầu nguyện, các con phải tỉnh thức mà cầu nguyện. Vì tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Và Thiên Ân giúp cho chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể làm cho tâm thần của chúng ta được mạnh mẽ mà khiến cho con người xác thịt của chúng ta nó phải yếu xuống. Khi chúng ta bước được bước này, một sự bứt phá lớn xảy ra. Khi con người của chúng ta chưa được cứu thì phần tâm linh chết cần được Chúa Ngài tái sanh. Lúc bấy giờ cuộc đời của chúng ta được điều khiển bởi phần hồn của chúng ta, lý trí, ý chí và tình cảm. Và chúng ta quen để cho lý trí, ý chí và tình cảm nó điều khiển chúng ta, và đó chính là phần xác thịt của chúng ta đó. Nhưng khi chúng ta tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống, Đức Thánh Linh Ngài bước vào, Ngài tái sanh chúng ta, thì điều mà Chúa Ngài muốn tìm thấy là chúng ta không còn bước theo xác thịt nữa, nhưng bước theo Thánh Linh. Chúng ta thấy cuộc chiến này cứ giằng co xảy ra, nhưng khi chúng ta kiêng ăn, chúng ta bắt con người xác thịt phải chịu thua, và con người tâm linh được thắng thế, được đắc thắng. Khi kiêng ăn, con người tâm linh của chúng ta bắt phục con người của xác thịt, và như vậy tâm linh của chúng ta trở nên mạnh mẽ. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa anh chị em cho tôi nhấn mạnh, kiêng ăn không phải là công việc của tôn giáo, mà là sức mạnh thiết yếu của vương quốc của Đức Chúa Trời, để chúng ta được mặc lấy quyền phép của chính Chúa ở trên đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể bẻ xiềng hung ác, để chúng ta có thể mở trói của ách, và chúng ta có thể phóng thích kẻ bị ức hiếp và kẻ bẻ gãy mọi cái ách cai trị. Ê-sai 58 cho chúng ta thấy, phần đầu của Ê-sai 58 nói về sự kiêng ăn mà không đúng theo như ý của Chúa muốn, mục tiêu sai lầm đó, thì Chúa Ngài không đón nhận. Nhưng mà phần thứ nhì của Ê-sai 58 chúng ta cần để ý lợi ích, sức mạnh và kết quả của kiêng ăn đúng theo ý của Chúa đó thì lạ lùng. Xin chúng ta cùng xem trong Ê-sai 58 câu 6 đến câu số 8. Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa há chẳng phải là bẻ xiềng hung ác, mở trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do và bẻ gãy mọi ách hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà của mình? Khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục của mình hay sao? Rồi chúng ta thấy kết quả hết sức là đặc biệt. Chúng ta đây bắt đầu câu số 8. Bây giờ sự sáng của ngươi sẽ hưng lên như sự sáng ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức. Sự công bình của ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Cảm ơn Chúa. Sự kiêng ăn mà Chúa Ngài đẹp lòng đó là sự kiêng ăn cách vui lòng Chúa, không phải tranh chấp cay đắng, nhưng mà là một cái sự kiêng ăn với một mục tiêu. Mà lời của Chúa tới đây đó là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do và bẻ gãy mọi ách. Đó là mục tiêu mà Chúa Ngài muốn
thực hiện ở trong đời sống của chúng ta. Và Isaiah 61 cho chúng ta biết khi chúng ta được thần của Chúa ngự trên chúng ta, sức giàu trên chúng ta, thì những điều này, Chúa ngài sức giàu để những điều này được thực hiện. Khi chúng ta kiêng ăn, chúng ta bắt phục con người của xác thịt, con người tâm linh của chúng ta mạnh hơn, và chúng ta trao quyền kiểm soát cho Thánh Linh của Chúa cai trị dẫn dắt. Thì cái kết quả mà chúng ta thấy tại đây thật là phước hạnh, thật là lạ lùng tại đây. Đó là những người bị cầm buộc, những người bị Satan áp bức, họ sẽ được giải cứu. Những người đeo đói, những kẻ nghèo đói cũng sẽ được giúp đỡ. Những người nghèo khổ đã bị đuổi đi trở về nhà của mình. Cảm ơn Chúa có một sự phục hồi, có một sự trở về, có một sự tươi mới, có sự nâng cấp của quyền năng của Chúa để bẻ gãy những điều cầm buộc. Đó là sức mạnh của sự kiêng ăn, anh chị em. Kiêng ăn mà Chúa đẹp lòng là sự kiêng ăn mà chúng ta thấy có nhiều lợi ích. Trong các lợi ích đó thì chúng ta thấy cái sự bứt phá là nổi bật nhất. Bây giờ, sự sáng của ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai. Cảm ơn Chúa. Khi ánh sáng mặt trời ló dạng, thì chúng ta thấy bóng đêm tối mịt dần dần bị đẩy lùi khi ánh sáng mặt trời bắt đầu xuất hiện. Và chúng ta thấy ở phía đường chân trời bắt đầu có sự gia tăng của ánh sáng mặt trời, thì bóng đêm, bóng tối bị đẩy lùi cho đến khi sự sáng bày tỏ ra, mặt trời mọc lên một cách trọn vẹn, thì chúng ta thấy rằng tất cả đều trở nên sáng sủa. Để lời của Chúa cho chúng ta thấy rằng bây giờ sự sáng của ngươi sẽ hừng lên như sự sáng của ban mai. Có một sự bứt phá, có một sự tuôn đổ ra của ánh sáng của Chúa rọi vào bóng tối, đem cuộc đời của chúng ta vào trong vị trí mà chúng ta thấy rằng sẽ được Chúa ngài làm cho chúng ta được tỏa sáng. Cảm ơn Chúa. Đề tài của đại hội năm nay của chúng ta đó là vùng dậy, vì sự sáng đã chiếu trên các người. Cảm ơn Chúa. Một trong những điều mà chúng ta cầu nguyện và tin rằng khi chúng ta cùng nhau hiệp ý cầu nguyện trong lần này 21 ngày kiêng ăn cầu nguyện, thì xin Chúa ngài cho để sự sáng của Chúa sẽ chiếu rọi trên chúng ta, hầu cho tất cả chúng ta, các anh chị em của chúng ta, đầy tớ của Chúa từ khắp nơi về dự đại hội, sự sáng của Chúa sẽ chiếu ở trên chúng ta để rồi chúng ta có thể vùng dậy ở trong ơn của Chúa, vùng dậy để chúng ta tỏa sáng, vì sự sáng đã chiếu ở trên chúng ta. Và cũng mang lại nhiều cái kết quả khác nữa, anh chị em ơi, khi chúng ta kiêng ăn, đó là chữa lành. Ngươi sẽ được chữa lành lập tức. Cảm ơn Chúa. Hoặc những lợi ích của sự kiêng ăn về thể chất, chúng ta thấy rằng có thể đem lại sự chữa lành cho chúng ta. Xuyên phá ở trong linh giới, sự công minh của ngươi đi trước mặt ngươi. Về sự bảo vệ của Chúa thì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Rồi cái phước hạnh mà chúng ta đang đeo đuổi tại đây, đó là Chúa ngài đáp lời cầu nguyện. Câu số 9: bây giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va ứng, ngươi kêu, ngài phán rằng có ta đây. Nếu ngươi cất bỏ cái ách khỏi giữa ngươi, không chỉ tai và không nói bậy. Cảm ơn Chúa. Chúa bảo rằng bây giờ khi ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng. Có một sự xác nhận chúng ta ở tại đây là những gì ngăn trở sự Chúa nghe đáp lời đó, thì bởi sự kiêng ăn có thể được dời đi. Bây giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng. Ngươi kêu, ngài sẽ phán rằng có ta đây. Cho chúng ta thấy hình ảnh khi chúng ta hạ mình kiêng ăn cầu nguyện là chúng ta xích gần lại với Chúa, và Chúa nghe cũng xích gần lại với chúng ta, như Gia-cơ đã nhắc cho chúng ta điều đó. Từ lúc bây giờ chúng ta mở miệng ra, chúng ta kêu, thì Chúa liền đáp lời: có ta đây, con cần điều gì hỡi con trai của ta. Cảm ơn Chúa. Đó phải là kết quả của sự kiêng ăn, chứ không phải
mà để cho chúng ta xuống cân, hay là để cho chúng ta bày tỏ như một thành quả của công tác tôn giáo của chúng ta. Kỹ năng là để chúng ta thấy xiềng hung ác được bẻ, những người bị trói buộc chúng ta thấy rằng sẽ được cởi trói, những người bị đuổi ra khỏi nhà của mình, những người sống xa nhà bởi tội lỗi cách ly với gia đình của mình sẽ được mang rẻ, những người đói khổ được mặc phần của người kiên nhẫn cầu nguyện, thì sẽ được Chúa Ngài chữa lành cho thân thể, Ngài cho chúng ta kinh nghiệm được một sự cất nhắc ở trong tâm linh, và Ngài sẵn sàng đáp lời cầu nguyện của chúng ta một cách nhanh chóng. Cảm ơn Chúa. Trên đó chúng ta thấy đã phước hạnh rồi, phải không chị em? Điều thứ hai, một cái sự tăng cường hết sức phước hạnh nữa, đó là sự tăng cường của việc cầu nguyện trong thánh linh. Cầu nguyện trong thánh linh là một cái đường lối khác để tăng cường sức mạnh của sự cầu nguyện. Mát chương 14, trước khi Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh, thì Đức Chúa Giêsu Ngài đã mang các môn đồ của Chúa vào vườn Gethsemane để cầu nguyện. Ngài để các môn đồ ở lại rồi đi một khoảng xa bằng ném một cái hòn đá, và tại đó Ngài chiến đấu trong sự cầu nguyện. Khi Ngài trở lại thì thấy ba môn đồ thân tín nhất của Chúa ở gần Chúa nhất đó, họ ngủ. Chúa nói với họ, Mát chương 14 câu 38, hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ, vì tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Chúng ta thấy cái quyền lực chống lại chúng ta về thể linh đó, chúng ta phải đối diện với đối phương bằng tâm linh. Bởi vì chúng ta không thể nào lấy sức mạnh cơ bắp của chúng ta mà thắng được. Chúng ta thấy tại đây trong trận chiến này, đây là những người đã từng là những người chạy lưới, anh chị em còn nhớ. Họ đánh cá suốt đêm, họ làm cái công việc mà thức đêm là cái việc không phải là việc mới cho họ. Nhưng mà ở trong cái trận chiến mà tại vườn Gethsemane, chúng ta thấy các môn đệ của Chúa ở trong giây phút đó họ không có sức để có thể chiến đấu được. Có gì đó đè nặng ở trên họ, và họ đã rơi vào trong tình trạng mà Chúa Giêsu Ngài đã báo trước. Phải tỉnh thức và cầu nguyện, vì tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Cần phải có một sự thêm sức bởi sự cầu nguyện có thể mang đến, và nhất là cầu nguyện trong thánh linh. Đó là cách hiệu quả nhất để bắt phục đối phương. Do đó sứ đồ Phaolô nói ở trong Roma chương 8 câu 26 đến 27, của một lẽ ấy Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Nên chúng ta không có quyền để ngồi đó và nói rằng ôi lúc này tôi cảm thấy mình yếu đuối, không sư. Chúa Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý của Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Như vậy chúng ta thấy có những quyền lực tối tâm không phải chỉ về thuộc thể, nhưng mà là thủ linh. Đây là những cái lực muốn phá hại thiên mệnh của chúng ta. Cho nên chúng ta phải cậy nhờ và phải sử dụng sức mạnh thuộc linh để chúng ta có thể thắng nó. Cầu nguyện trong thánh linh là đường lối hiệu quả nhất để chúng ta có thể thắng những cái lực này. Chúa qua Phaolô nói trong Ê-phê-sô chương 6 câu 12 đến 13 và câu 18, vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cư địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi anh em được đứng vững vàng. Và câu số 18, một chìa khóa khác giao cho chúng ta, hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin,
Hãy dùng sự bình đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy cả thánh đồ. Hãy nhờ Đức Thánh Linh. Nhưng vì những lực chống lại chúng ta hoạt động trong linh giới nên đa số đó là nó vượt quá khả năng hiểu biết của con người của chúng ta. Chúng ta cần Chúa, cần sự chỉ dẫn của Chúa. Và Ngài biết hết tất cả mọi sự, Ngài là thần chân lý. Cần Chúa thêm sức cho chúng ta để chúng ta có thể thắng được. Tặng Chúa Ngài ban cho chúng ta một thứ vũ khí cho phép chúng ta đi thẳng vào ngõ ơn phước của Chúa. Và tại đó chúng ta có thể cầu nguyện. Chúng ta có thể nhận sự đáp lời từ nơi Chúa trước khi ma quỷ biết để nó trở tay. Khi chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh, quỷ trở tay không kịp. Chúng ta xin Chúa nghe, Chúa đáp lời mà quỷ nó không biết để nó ngăn chặn. Vì chúng ta đã được nhắc nhở về chiến trận thuộc linh. Khi Daniel ông hạ mình cầu nguyện cho tương lai của dân tộc của ông, thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta 21 ngày sau, khi thiên sứ Gabriel đến để đem sự đáp lời của Chúa đến, thì Gabriel đã nói với Daniel: ngay từ ngày đầu khi ngươi hạ mình xuống kiêng ăn và cầu nguyện, thì Đức Chúa Trời đã sai ta đi. Mà trên đường đi đến để đem sự đáp lời của Chúa đến cho Daniel, thì thiên sứ Gabriel gặp sự chống đối của vua của nước Pharisee. Và cuối cùng thì Gabriel phải nhờ sự giúp đỡ của thiên sứ Michael chiến đấu để Gabriel có thể đi và rao báo sứ điệp của Chúa, sự đáp lời của Chúa cho Daniel. Có sự ngăn trở, có sự chống đối về những điều mà Chúa Ngài muốn làm, thiên mệnh mà Chúa Ngài muốn bày tỏ ra trong trường hợp này cho cả một dân tộc, mà không phải dân tộc bình thường, mà đây là tuyển dân của Chúa, một dân tộc mà Chúa Ngài cho cái sinh hoạt của họ trở nên như chiếc đồng hồ của thế giới của chúng ta. Nhìn dân Israel, chúng ta có thể thấy được thời đại của chúng ta so sánh với lời của Chúa ở trong Kinh Thánh. Nhưng khi chúng ta cầu nguyện ở trong Thánh Linh, ma quỷ không biết để trở tay hay là lên kế hoạch để chống đối. Vì một số những lợi ích tại đây, Đức Thánh Linh Ngài cầu thay cho chúng ta, Ngài bắt lấy những điều trong lòng của chúng ta và trình dâng cho Chúa Cha, rồi mang sự trả lời của Chúa Cha đến cho chúng ta mà ma quỷ không kịp để có thể ngăn trở. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 10 cho đến câu số 11 ghi lại cho chúng ta: Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh ở trong lòng của người thì ai biết sự ở trong lòng người? Cũng lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự ở trong Đức Chúa Trời. Khi tâm linh của chúng ta cầu nguyện là chúng ta cầu nguyện theo ý của Chúa. Và chúng ta cũng có sự bảo đảm là lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nghe. Và khi Chúa nghe thì sự đắc thắng là việc chắc chắn, phải không anh chị em? Cảm ơn Chúa. Giăng chương 4 câu 24: Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Cho nên cái sự truyền thông hiệu quả nhất ở trong việc cầu nguyện được thực hiện trong tâm linh, như Chúa là Thánh Linh Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Cầu nguyện trong Thánh Linh là truyền thông từ linh tới linh. Cho nên đó là cách chắc chắn nhất để lời cầu nguyện của chúng ta được đến thẳng đến thiên đàng, không bị ngăn trở. Cảm ơn Chúa. Sự tăng cường này dành cho tất cả mọi người con của Chúa. Hãy tìm kiếm báp têm trong Đức Thánh Linh để chúng ta có thể nhận lãnh ngôn ngữ thiên thượng này, để chúng ta có thể cầu nguyện trong Thánh Linh. Sau đó hãy thường xuyên sử dụng để gây dựng chính mình cho được mạnh mẽ lên ở trong Chúa. Để chúng ta có thể hiểu được Giu-đa câu 20 cho chúng ta thấy một huấn lệnh: anh em thân mến, phần anh em hãy tự xây dựng trên nền tảng đức tin rất thánh của mình.
phải tự xây dựng trên nền tảng đức tin rất thánh của mình. Bằng cách nào? Hãy cầu nguyện trong Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Điều này cho chúng ta thấy khi chúng ta muốn xây dựng cái đời sống của mình trên nền tảng đức tin thánh, thì chúng ta hãy cầu nguyện ở trong Đức Thánh Linh. Để cho chúng ta thấy có một sự tăng trưởng, ở đây cho chúng ta thấy có một sự xây dựng vững vàng khi chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh này, trọng ơn của Chúa mà Chúa Ngài dành ban cho chúng ta. Cầu nguyện trong Thánh Linh là đường lối, là kế hoạch của Chúa định để chúng ta có thể gây dựng chính mình. Và sức mạnh của chúng ta có giới hạn trong việc giúp chúng ta cầu nguyện. Cho nên chúng ta, đó là lý do mà chúng ta cần, đó là lý do mà chúng ta nhờ cậy Chúa. Còn bằng không chúng ta sẽ thất bại. Phi-rơ, Gia-cơ rằng ba môn đồ thân tín nhất của Chúa, ngày hôm đó, đêm đó, ở trong giường Gethsemane, họ thất bại. Chúa bảo họ tỉnh thức mà cầu nguyện. Thì chúng ta thấy ở tại đây là họ ngủ, họ không thể cầu nguyện được. Chúa trở lại với họ và Chúa nghe nhắc: các ngươi không thể chiến đấu được với ta trong một giờ đồng hồ sao? Những con người thức đêm suốt đêm đánh cá, bây giờ chỉ cần thức và chiến đấu với Chúa trong một giờ đồng hồ, họ không làm được. Vì cái chiến trận lúc bây giờ đang ở trong một cái cường độ mà chúng ta thấy rằng rất là lớn lao. Phải có sự thêm sức của Chúa. Mà sau đây các sứ đồ đã nhận biết điều đó, và chúng ta thấy kết quả thật là phước hạnh. Hãy nghĩ đến điều này anh chị em. Khi chúng ta không cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, mà chúng ta chỉ nhờ cậy vào trong sức của xác thịt của chúng ta đó, thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta cầu nguyện chỉ trong vòng 5-3 phút là chúng ta không thể cầu nguyện xa hơn được nữa. Có câu chuyện kể, có một người cầu nguyện trong vòng 5-3 phút thì ngủ lúc nào không biết. Nhiều giờ trôi qua cho đến khi tỉnh dậy thì anh ta đã kết thúc lời cầu nguyện của mình trong danh Chúa Giê-xu, Amen. Và đó là tình trạng mà có rất là nhiều người trong chúng ta đã từng trải, phải không chứ? Mình cầu nguyện, mình không biết là mình có amen chưa nữa, thì đã ngủ rồi. Nhưng khi chúng ta có được sự giúp đỡ, khi chúng ta kêu cầu Chúa, Ngài giúp đỡ, Thánh Linh của Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Nhưng cho em ơi, hãy kêu xin Chúa cho chính mình và cho hội thánh. Hãy kêu cầu Ngài giúp đỡ, Thánh Linh của Chúa xin giúp đỡ hội thánh, xin giúp đỡ con, xin đổ lửa của sự cầu nguyện ở trên con, giúp cho con có một đời sống cầu nguyện đắc thắng, cầu nguyện linh nghiệm ở trong ơn của Ngài. Cho đến chừng chúng ta nhận biết mình bất năng, nếu không có Đức Thánh Linh giúp đỡ, thì chúng ta sẽ không thấy quý cái sự tăng cường mà Chúa Ngài hứa ban cho chúng ta. Đó là Chúa Ngài có thể cầu thay cho chúng ta. Ngài lấy tiếng thở than không thể nói ra được mà Ngài cầu thay cho chúng ta. Ngài cũng là đấng có quyền để có thể giúp đỡ cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện ở trong Thánh Linh. Khi chúng ta nói tiếng lạ thì chúng ta sẽ thấy có những lợi ích hết sức là đặc biệt. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu số 2: vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn nói với Đức Chúa Trời, bởi chẳng ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Điều này cho thấy khi chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh, không ai, luôn cả ma quỷ biết chúng ta nói cái gì, bởi vì chúng ta nói với Đức Chúa Trời trong sự mầu nhiệm. Bây giờ em hiểu tại sao luôn ở trong giáo hội có những người mục sư mà không để cho Chúa kiểm soát môi miệng của họ, ý tưởng của họ, và không giảng đúng theo lời của Chúa. Họ đã để cho Satan sử dụng môi miệng của họ để ngăn trở hội thánh của Chúa nắm bắt được một cái sự tăng cường hết sức là quan trọng mà Chúa Ngài dành cho hội thánh. Đó là lý do tại sao nhiều cơ đốc nhân thờ
thất bại. Đây là lời của Chúa cho chúng ta thấy khi chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh. Người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là nói với Đức Chúa Trời. Có những mục sư ngày hôm nay giảng tiếng lạ ở trong Kinh Thánh là tiếng ngoại quốc. Nó có thể là tiếng ngoại quốc nhưng mà nó không dừng lại tại đó. Bởi vì ở tại đây chúng ta thấy người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là nói với Đức Chúa Trời. Như vậy Đức Chúa Trời đâu cần chúng ta nói tiếng ngoại quốc cho Ngài hiểu, anh chị em. Cho nên tiếng lạ không nhất thiết chỉ là tiếng ngoại quốc mà thôi. Có những chỗ khi họ nói cái thứ ngôn ngữ nói tiếng ngoại quốc này, vì cái nhu cầu có những người cần được nghe về sự cao trọng của Đức Chúa Trời, về chương trình cứu rỗi của Chúa. Nhưng mà cũng có những chỗ khác Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta họ nói trong thứ ngôn ngữ mà có thể không phải là ngôn ngữ của loài người. Ví dụ chúng ta hiểu tại sao trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 sứ đồ Phao-lô lại đem so sánh một điều mà chúng ta thấy rất là lạ từ đây. Dầu tôi nói được các thứ tiếng của loài người hoặc tiếng của thiên sứ. Tiếng thiên sứ. Tại sao có cái sự so sánh này? Có thể tiếng lạ là tiếng của thiên sứ. Có thể tiếng lạ là cái ngôn ngữ mà không ai hiểu. Nhưng mà Đức Chúa Trời hiểu. Trả lại anh chị em Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu số 2. Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là nói với Đức Chúa Trời. Bởi chẳng ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Cảm ơn Chúa. Ở trong tâm thần, ở trong tâm linh, người này nói những điều mầu nhiệm. Cá nhân tôi thì tôi thấy cái phước hạnh này như chúng ta đã xây dựng lúc nãy. Khi chúng ta cầu nguyện trong ngôn ngữ mẹ đẻ, ngôn ngữ của con người, chúng ta cầu nguyện, Satan có thể đưa những quỷ của nó đến để nó lắng nghe, và nó lên kế hoạch để có thể ngăn chặn. Nhưng khi chúng ta cầu nguyện trong ngôn ngữ của thiên đàng, chúng ta cầu nguyện trong tiếng lạ thì không ai hiểu, chỉ có Đức Chúa Trời hiểu. Cho nên Đức Thánh Linh có thể lấy những điều chúng ta cầu nguyện phải dâng lên Chúa Cha, hãy cầu thay cho chúng ta. Chúa Cha đáp lời, ban cho chúng ta sự đáp lời trước khi ma quỷ biết để phản ứng. Và việc đã thành. Đây là một lợi ích mà xin Chúa cho để chúng ta nắm bắt được ở trong đời sống của chúng ta. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta phước hạnh này. Đây là một trong những ân tứ của Chúa. Một hiệu quả khác nữa, người nói tiếng lạ gây dựng chính mình, người nói tiên tri gây dựng hội thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa. Giải pháp của Chúa cho sự yếu đuối của tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Giải pháp của Chúa cho đời sống của chúng ta yếu đuối ngủ lạnh. Chúa nghe nói rằng người nói tiếng lạ gây dựng chính mình, người nói tiên tri gây dựng hội thánh của Chúa. Đừng làm anh hùng rơm. Chúng ta nói rằng tôi không muốn ích kỷ gây dựng chính mình, tôi chỉ muốn gây dựng hội thánh của Chúa bằng cách nói tiên tri. Anh chị em, chỉ cho tôi một người không sử dụng ngôn ngữ của Đức Thánh Linh ban cho để gây dựng chính mình, mà người đó đứng lên và nói tiên tri để gây dựng hội thánh của Chúa. Tôi chưa hề thấy một người chống đối ân tứ của Đức Thánh Linh mà đứng lên nói tiên tri để gây dựng hội thánh của Chúa. Nhưng mà đa phần là lời của họ nói làm cho hội thánh của Chúa lại bị nhốt ở trong cái sự thiếu hiểu biết của mình. Tại vì cái ích kỷ, vì cái lòng trung thành đối với giáo hội, đối với hệ phái của mình,
mà cái thứ đó nói và chống đối công việc của Chúa, trong khi lời của Chúa cho chúng ta thấy những nguyên tắc này. Người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Cảm ơn Chúa, lời mầu nhiệm người ta đây. Mystery, lời mầu nhiệm. Cảm ơn Chúa. Nếu mà chúng ta có ngôn ngữ tiếng mới, tiếng lạ, từ nơi Chúa, để chúng ta có thể gây dựng đời sống của chúng ta trên nền tảng rất thánh, bằng cách chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh, để chúng ta có thể gây dựng chính mình được mạnh mẽ bởi chúng ta cầu nguyện trong tiếng mới, để chúng ta có thể cầu nguyện trong tâm thần. Bởi vì chỉ có Đức Chúa Trời hiểu, không ai hiểu, không ai khác loài người nào hiểu, chỉ có Chúa hiểu. Cho nên không cần thiết nếu chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà cần phải có sự thông giải. Nếu chúng ta có sứ điệp đối với hội chúng thì phải có sự thông giải, còn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, Ngài hiểu ngôn ngữ mà chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh, và Chúa Ngài đáp lời trong ơn của Chúa. Có những lúc khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cảm nhận lời cầu nguyện của chúng ta không qua khỏi nóc nhà. Chúng ta cảm nhận dường như bầu trời đang đóng kín. Nhiều khi trong sự cầu nguyện chúng ta thấy điều đó xảy ra. Cho nên những người xưa, những người vỡ đất mới trong việc giảng tin lành của Chúa cho dân tộc Việt Nam của chúng ta, các cụ đã có một cái câu: chiến đấu trong sự cầu nguyện. Chiến đấu với ai? Vậy chúng ta chiến đấu với những người lân cận, chiến đấu trong sự cầu nguyện, vì chúng ta biết rằng có những lực chống đối, và trong cái sự chiến đấu cầu nguyện đó, Chúa thêm sức cho chúng ta và Ngài tăng cường cho chúng ta để chúng ta có thể kết quả ở trong sự cầu nguyện của mình, bằng cách cầu nguyện trong Thánh Linh, cầu nguyện trong tiếng mới, cầu nguyện trong tiếng lạ, cầu nguyện trong tâm thần. Tất cả những điều đó là cầu nguyện trong Thánh Linh đó anh chị em. Một sự tăng cường khác giúp đỡ cho đời sống cầu nguyện của chúng ta được linh nghiệm, đó là sự tăng cường của lời chứng cá nhân. Chúa bảo chúng ta hãy nhắc nhở Chúa. Esai 43 câu 26, hãy nhắc lại cho ta nhớ. Chúng ta hãy bình luận cùng nhau, hãy luận lẽ đi, hầu cho ngươi được xưng công bình. Tôi tin rằng cách để làm điều này đó là qua lời làm chứng kinh nghiệm cá nhân của chúng ta. Lời chứng của chúng ta là thứ vũ khí ở trong tay của tín nhân, như Khải Huyền chương 12 câu số 11 cho chúng ta thấy vũ khí hết sức là mạnh mẽ này. Họ đã thắng nó. Nó tại đây là Satan, là con rồng, là con rắn năm xưa. Họ đã thắng nó nhờ huyết của chính con và nhờ lời làm chứng của họ. Họ chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết. Khi chúng ta nhắc nhở Chúa về những điều Ngài đã làm trong đời sống và chức vụ của chúng ta, của những người đi trước, Chúa không chối mình. Nhưng lời làm chứng, bởi vì nhân vì Chúa Ngài không thiên vị, Chúa sẽ làm cho bạn như Chúa Ngài đã làm cho các thánh đồ trong Kinh Thánh. Vì Ngài yêu chúng ta và Ngài cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta, như Ngài là Đức Chúa Trời của các sứ đồ, của những người thánh của Chúa đã chép lại trong Kinh Thánh. Khi mà chúng ta có lời chứng rằng chúng ta đang đi trong đường lối của Chúa, làm trọn cái phần của chúng ta cho những lời hứa có điều kiện của Chúa đó, thì chúng ta có thể nhận được sự đáp lời. Chúa sẽ giữ phần của Ngài. Một câu chuyện mà chúng ta thấy rằng đây là một cái việc rất lạ, vì thường tình thì chúng ta thấy nguyên tắc đó là số ngày của chúng ta sống ở trên đất này đã được ghi trong sách của Chúa trước khi có những ngày đó. Nhưng mà có một người thì cái số ngày đã được ghi trong sách của Chúa được kéo dài thêm đến 15 năm nữa.
Bây giờ chúng ta xem làm sao để người này có thể nhận được cái sự ban phước đặc biệt này và sự gia hạn hết sức đặc biệt này. Ê-sai 38 câu 1 cho đến câu số 5. Trong lúc đó Ê-si-chia lâm bệnh hầu chết. Đấng tiên tri Ê-sai con trai của A-mốt đến chầu vua và tâu rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, hãy sắp đặt nhà ngươi vì ngươi hầu chết không sống được nữa. Câu số 2. Ê-si-chia bèn xây mặt vào tường cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ rằng tôi đã lấy lòng chân thật trọn lành đi trước mặt Chúa và đã làm điều lành ở trước mặt Ngài. Đoạn Ê-si-chia khóc dầm dề. Để ý câu số 4 đấy anh chị em. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán cho Ê-sai rằng: Hãy trở lại nói cùng Ê-si-chia rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của David tổ ngươi phán như vậy: Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi, đã thấy nước mắt của ngươi, này ta sẽ cho ngươi thêm cho ngươi 15 tuổi. Không phải chỉ một thời gian ngắn, không phải chỉ là một vài ngày, một vài tuần lễ, mà Chúa gia hạn cho Ê-si-chia 15 năm nữa. Ê-si-chia có thể đã chết, nhưng ông đã nhắc Chúa về điều ông đã trung tín đi cách trọn lành ở trước mặt Chúa. Anh chị còn nhớ Ê-sai 43 câu 26: Hãy nhắc lại cho ta nhớ. Chúng ta hãy bình luận cùng nhau, hãy luận lẽ đi hầu cho ngươi được xưng công bình. Đó là lời mời của Chúa cho dân sự của Ngài. Cho nên chúng ta ngay trong lúc này đừng để cho những điều chúng ta đã được dạy và chúng ta ngộ nhận về việc chúng ta đứng ở trước mặt Chúa từ trước đến giờ có thể ngăn trở chúng ta. Ồ, chúng ta là ai mà chúng ta lại đối lại với Đức Chúa Trời? Chúa bảo chúng ta hãy làm công việc đó. Tôi là ai mà trình bày trước mặt Chúa? Hãy trình dương cớ, hãy binh vực, hãy nhắc nhở ta. Đó là những điều mà Chúa nghe kêu gọi. Cho nên hãy đáp ứng lại. Khi Thánh ghi lại cho chúng ta, Ê-si-chia ông xin Chúa, ông nhắc Chúa: Xin nhớ rằng tôi đã lấy lòng chân thật trọn lành đi trước mặt Chúa và làm điều lành ở trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời thấy và Ngài biết những việc Ê-si-chia đã làm. Mặc dù ông có sự tẻ tách, nhưng mà bởi nước mắt khóc dầm dề và nhớ đến điều Chúa Ngài kêu gọi, hãy trình bày duyên cớ của mình. Ông xin Chúa nhớ, ông nhắc Chúa nhớ rằng ông đã lấy lòng chân thật trọn lành mà đi trước mặt Chúa. Cảm ơn Chúa. Thì Chúa liền đáp lời của ông và gia hạn cho ông sống thêm 15 năm. Nếu ai còn thắc mắc anh chị em, trong lời của Ngài, trong lời của Chúa đã ghi lại chúng ta điều này. Chúa có thể gia hạn. Khi chúng ta nhắc Chúa, có một câu chuyện kể của một người trồng cô tông gòn. Đáng lý đến mùa gòn nó nở, nhưng mà không chịu nở. Hôm qua sau khi nhóm lại với hội thánh thì có một cái cuộc gặp gỡ của các anh chị em trong hội thánh VBC Houston đến nhà của anh chị Tâm và Thiên Ân. Trên đường đi thì chúng tôi thấy có những cái đám rẫy, một cái cánh đồng to lớn mà người ta trồng cây gòn đó, cây cô tông. Thì tôi nhớ đến hình ảnh này. Người Cơ Đốc nhân trồng gòn này có thể thất thoát tất cả bởi vì
đã đến mùa và đến lúc mà gòn nó phải nở ra thì nó không nở. Người anh em này không đầu hàng. Ông đã đến với người của Chúa để xin được cầu nguyện. Và người của Chúa cũng hiểu cái nguyên tắc này, cho nên đặt câu hỏi: ông có dâng 1/10 không? Người trả lời: tôi trung tín trong việc này. Anh là người dâng hiến 1/10 cho nhà Chúa, thì theo như lời của Chúa dạy thì kẻ cắn phá không thể cướp hại mùa màng của anh được. Và người của Chúa đã hướng dẫn cho anh làm một công việc, đó là chúng ta cùng đi ra cánh đồng cô tông của anh. Rồi họ trình dâng cái cuốn ngân phiếu ở trước mặt Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, đây là người dâng hiến 1/10. Kẻ cắn phá không thể phá hại mùa màng của anh ta được. Theo như lời của Chúa đã hứa trong Malachi chương 3. Họ ra về. Và khi diệu thai, ngay ngày hôm sau, tất cả cánh đồng cô tông của anh nở rộ. Sự tăng cường hay sự tuyệt vời này là làm chứng cá nhân. Có những lời hứa của Chúa có điều kiện. Điều kiện chúng ta ăn năn quay về, điều kiện chúng ta làm phần của mình, điều kiện chúng ta đáp ứng theo như Chúa Ngài đòi hỏi, thì Chúa Ngài sẽ làm phần của Ngài. Khi chúng ta làm xong cái phần, cái điều kiện mà Chúa Ngài đòi hỏi mà chưa thấy điều gì xảy ra, chúng ta có thể nhắc Chúa, chúng ta có thể trình bày duyên cớ của chúng ta, chúng ta có thể nộp đơn, đệ đơn, chúng ta có thể biện hộ chính mình bằng những lẽ phải mà lời của Chúa đã bày tỏ. Đây là mức độ của sự cầu nguyện, của chiến đấu trong sự cầu nguyện, của chiến trận thuộc linh. Suốt từ ký chương 23 câu 25 đến 26 rồi chúng ta kết thúc. Ngươi hàng hồ việc Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đó là điều kiện. Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi và tiêu trừ các bệnh hoạn giữa vòng ngươi. Đó là phần của Chúa. Trong xứ ngươi sẽ chẳng có đàn bà nào sảo thai hay là đàn bà son sẻ. Ta sẽ cho ngươi được trường thọ. Cảm ơn Chúa. Đó là lời hứa quý báu của Ngài. Có những lúc chúng ta phải sử dụng lời chứng cá nhân của chúng ta, mà những điều Chúa biết, chúng ta đã làm phần của mình mà chúng ta đối nại với Chúa. Chúa hứa sẽ ban phước cho những người phục vụ Ngài. Nhắc Chúa bạn hết lòng trung tín hầu việc Chúa như thế nào, và sẵn sàng để đón nhận sự đáp lời của Chúa. Nếu anh chị em là người dâng hiến và đầu tư vào nước Chúa, chắc chắn tương lai của chúng ta là tràn đầy phước hạnh của Chúa. Tôi cũng thấy trên mạng xã hội không số người ngày hôm nay họ viết những bài và lập luận. Và ngày hôm nay trong Tân Ước chúng ta không còn phải dâng 1/10 vì nó không cần nữa. Thật ra Tân Ước thì Chúa nghe dạy chúng ta không chỉ dâng 1/10 mà dâng tất cả cho Chúa. Nhưng mà Chúa Giê-xu ngày nhắc nhở, ngày nói rằng nếu người Pharisee mà họ dâng 1/10 của bạc hà, của hồi hương, những 1/10 của họ đó, thì Chúa nghe nói rằng các ngươi phải làm trỗi hơn họ. Nhớ Chúa Ngài không đến để phá luật mà Ngài đến để làm trọn luật pháp. Nguyên tắc này về sự dâng hiến, về những việc mà chúng ta làm đủ cái phần mà chúng ta, điều kiện mà Chúa Ngài muốn thấy, để Chúa có thể giữ phần của Ngài và làm phần của Ngài. Cảm ơn Chúa. Kiêng ăn cũng bị chống đối, bị ngăn chặn trong việc
người ta không để trong trang thường của Kinh Thánh. Cầu nguyện trong Thánh Linh cũng bị chống đối, và nhiều người còn dán nó cho nó một cái nhãn đó là tà giáo vân vân. Trình bày duyên cớ của chúng ta trong sự dâng hiến một phần mười trong việc chúng ta hết lòng hầu việc Chúa. Cả ba tăng cường này gặp sự chống đối khốc liệt của thế giới tối tăm vì chúng nó rất sợ chúng ta sử dụng những điều này. Nó rất sợ chúng ta nhận những cái sự tăng cường này, vì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ kết quả quỷ sẽ bị đuổi ra khỏi những người nó ám, những người nó áp bức. Cơ đốc nhân chúng ta sẽ mạnh mẽ và lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được đáp lời vì chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh. Đời sống của chúng ta sẽ nhận được sự đáp lời của Chúa vì chúng ta nhắc Chúa về những điều mà chúng ta đã làm đúng theo như lời của Chúa Ngài đã dạy, đáp ứng những điều kiện mà Chúa Ngài đòi hỏi, làm phần của mình. Thì chúng ta có thể chắc chắn mong đợi Chúa Ngài làm phần của Ngài. Cho nên chúng ta thấy ngày hôm nay cũng có sự chống đối của việc dâng hiến một phần mười. Tôi chia sẻ điều này, anh chị em đừng nghĩ rằng đúng như một số các mục sư khác đã viết những bài viết của họ. Ông mục sư Khánh chắc là ông sợ hội thánh thiếu tiền, cho nên ông dạy về vấn đề này. Anh chị em, việc của vương quốc của Đức Chúa Trời không bao giờ thiếu tiền đâu. Nhưng mà Chúa Ngài muốn chúng ta có thể trao cho Chúa cái quyền pháp lý để Chúa có thể bảo vệ những điều thuộc về chúng ta. Cho nên Chúa Ngài bảo chúng ta hãy lấy hoa lợi đầu mùa của chúng ta mà tôn vinh Chúa. Hãy lấy một phần mười đầu tiên mà tôn vinh Chúa. Thì Chúa Ngài sẽ vì chúng ta mà cấm kẻ cắn phá. Cái đó tiền không mua được, và chỉ có những người vâng lời thì Chúa Ngài gìn giữ bảo vệ chúng ta. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước để anh chị em là những người khôn ngoan hiểu biết bởi sự soi sáng của Thánh Linh của Chúa suốt ở trong thời gian qua, sẽ là những người nắm bắt những cái sự tăng cường hết sức phước hạnh này của Chúa, để chúng ta sẽ thấy đời sống cầu nguyện của chúng ta được kết quả sự tăng cường của kiên ăn, sự tăng cường của cầu nguyện trong Thánh Linh, sự tăng cường sức mạnh của lời làm chứng của chúng ta về những điều chúng ta đã làm theo lệnh của Chúa, theo thánh ý của Ngài, để đời sống cầu nguyện của chúng ta được kết quả một cách lớn lao ở trong ơn của Chúa. Cho tôi được phép cầu nguyện cho anh chị em, cho dấu của chúng con. Còn cảm ơn Chúa vì trong sự sức giàu, trong ơn của Ngài mà những nguyên tắc thuộc linh hết sức quan trọng này đã được nhắc đến ở trong thời gian qua. Hồi xưa ơi, chúng con cần Chúa giúp đỡ. Thánh Linh ơi, chúng con cần sự giúp đỡ của Ngài trong sự cầu nguyện, trong đời sống cầu nguyện của chúng con. Chúng con cần được sự giúp đỡ từ nơi Chúa để đời sống cầu nguyện của chúng con không gặp ngăn trở và đón chặn bởi công việc của thế giới tối tăm. Xin giúp đỡ Chúa giáo, cất khỏi tâm lòng của chúng con những điều đã bị dạy sai về ngôn ngữ tâm linh, về tiếng mới, về tiếng lạ, về ngôn ngữ thiên đàng. Để anh chị em của chúng con có thể đón nhận, sử dụng và trở nên những người cầu nguyện hết sức linh nghiệm ở trong ơn của Ngài. Cho dấu xin tha thứ cho hội thánh con đứng vào trong vị trí của những người mục sư đứng phía sau các bục giảng đã nói nặng, đã nói phạm đến sự trang bị những món quà thiêng liêng và Đức Thánh Linh phân phối cho hội thánh của Chúa để ai nấy đều được lợi ích chung.
xin tha thứ cho chúng con. Con đứng ở trong vị trí của người cầu thai và con cầu xin Chúa ơi, Hội Thánh của người Việt Nam của chúng con cần, rất cần được sự cầu thai của Ngài. Xin dẫn dắt chúng con để chúng con biết sử dụng sự ban cho của Chúa để gây dựng Hội Thánh và được lợi ích chung. Xin ban ơn để chúng con có một đời sống mạnh mẽ, người nói tiếng lạ, gây dựng chính mình, cho chúng con có được sự dẫn dắt phước hạnh từ nơi Chúa để chúng con có thể xây dựng đức tin của chúng con trên nền tảng rất thánh bởi cầu nguyện trong Thánh Linh. Xin giúp đỡ cho chúng con cảm ơn Ngài. Chúa xin ban ơn, chúng con đón nhận, con cầu nguyện cho anh chị em với chúng con hết thảy đều amen và đón nhận sự tăng cường mà Chúa Ngài yểm trợ chúng con, thêm lên cho chúng con để đời sống cầu nguyện chúng con đầy kết quả, để các thứ quỷ mà bình thường không thể đuổi được sẽ chịu phục ở dưới những lời cầu nguyện kiêng ăn cặp theo, để chúng con sẽ thấy kết quả, nhiều người được giải cứu trong những ngày sắp đến, để đời sống của chúng con mạnh mẽ trong ơn của Ngài, và để tất cả những gì mà kẻ thù của chúng con, kẻ cắn phá, muốn phá hại, muốn cướp đi, phải buông tay, vì chính Chúa Ngài sẽ cấm kẻ cắn phá trong cuộc đời của chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng ban ơn trên hết thảy anh chị em chúng con. Và lại Chúa xin cũng làm ơn để những ai nắm được, hiểu được cũng sẽ mạnh mẽ san sẻ ra cho những người lân cận. Vì trong giáo hội Chúa ơi, còn có rất là nhiều người, còn rất nhiều người đang chống đối sự ban cho, sự tăng cường của Ngài. Họ đã thỏa lòng chịu trận trước những tấn công của ma quỷ, đời sống cầu nguyện lặp ly lặp lại những lời vô ích, đời sống cầu nguyện thiếu linh nghiệm, nên không bao giờ dừng lại để hỏi tại sao. Là Chúa sẽ ban phước, một lần nữa con cầu nguyện ban phước và giấy hết thảy anh chị em của chúng con trong giờ học này, các con gái của Chúa đang cùng học với chúng con, các đầy tớ của Chúa đang cùng học với chúng con qua trực tiếp truyền hình. Xin giúp đỡ để hết thảy chúng con sẽ trở nên những người cầu nguyện của linh nghiệm trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, tạ Ngài, hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý xin Chúa ban phước trên anh chị em trở nên những người cầu nguyện một cách linh nghiệm. Đời sống cầu nguyện của anh chị em vun sới một môi trường của dấu kỳ phép lạ cho đời sống cá nhân của chúng ta, gia đình của chúng ta, cho Hội Thánh của Chúa và cho dân tộc của chúng ta. Nguyện xin Chúa ở cùng ban phước trên anh chị em. Shalom. Chúc bình an. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.